Hay lâu quá à. Đó, muốn ăn cả đầu à? Ở đâu? Gì vậy anh Việt? Con đuông chứ gì? Con đuông hả? Về đuôi dừa. Đuôi dừa 5 con. Làm gì? Đuôi dừa. Không biết làm gì. Này nhúng luôn bấm nhỉ chứ làm gì vậy? Khách ta mua đủ mắt cũng mua nhé. Mấy chục. Mấy chung đó nó mở. Má cầm có đem bắt nè. Không vô đâu. Làm gì mà không muốn 5 con. Để mọi người ổn lỡm lỡm. Đuôi dừa. Vô con bà muốn con gà nằm bên ngõ tiện lắm tiện cái bộ mình kêu ông hai mấy con ba ông với thằng ba con nào ngày xong là đâu đi đó rồi đâu mà bỏ mấy tí xe rồi xe phai biết rồi ngon lắm gì có hai con này chết à chết à nãy nó ngủ á. Con này sao? Nhưng mà phải đổ bớt đổ nó sạch nước đi xong hãy cho nước mắm vào không có nó bị lẫn nhé. Con này khi mà có. Con này sao? Yếu nhất để nó yếu. Con này ra chén cũng được con thê hết. Mấy con này nó vàng vàng ăn nó béo hơn những con trắng. Lấy đèn nữa để chỗ này. Cho cháu lưu ra cho nó sáng sáng rồi nó nghe. Rồi, bà thân. Hết ly luôn ha, Hiếu. Hết rồi. Đây bà bảo không? Chốt sống à? Sống. Ừ, xe đó. Nó bò kia. Cho nước mắm mà nó mặn nó bò đây này. Ớt thì con đấy đấy. Xong cho ớt vào. Đây. Là béo nhỉ? Dạ em quay cho anh nhìn em. Con này béo rồi. Em quay cho anh ăn đấy thế. Đưa đây em quay cho anh ăn. Anh cho vào mồm nhá. Em sợ quá nhỉ. Cho một lúc đã cho nó ngấm ra chưa? Cho lúc cho ngấm hả? Cái cho nó ngấm. Ớ, ngấm như sâu cho nó sâu. Đâu? Bỏ chân cho nó ngấm. Cầm hai nhìn. Nó sâu à? Sâu đến giờ. Đứng đến giờ. Đến giờ, nó sâu rồi. Anh không đứng như quay bộ bông luôn. Đứng sâu quá chưa? Đấy, sâu ngoài á. Coi nó đun sâu này. Ô, đang đun sóng nè. Nào ăn đi nào, đi quay cả cái mồm nào. Đứng dậy người đẹp, đứng dậy ta bảo để bắt lấy đũa gấp. Lấy cái đũa gấp nó bỏ phong màu mình đâu đấy. Cho xin chai bia. Bia đây có bia gì? Cho phải bàn phanh. Làm nơi chứ. Ờ, sao lại bia? Giờ có bia uống mới được nó vào. Chưa có bia chưa dũng cảm thế nha. Uống hay rồi cảm uống hết. Cứ hỏi là ăn sống rồi không ạ? Ăn đó, ăn sống ăn sống mà. Ôi chú đi bình định là chú ăn cái này nhưng mà lúc ý là cái mùa của nó là màu trắng đó. Nhưng mà con nó còn to lắm này. Trông con này to lắm. Nhưng mà là không ăn sống. Con này to đấy. Con này là to này. Xiên. Quá to đúng không? Nhưng mà chắc nó phải ấy lên chứ chắc nó phải em quá. Nó là gạo làm đó. Con 250. Bao nhiêu một con này? Con 50 à? Đây kìa một con. Đây. Một chai. Nhanh để chú ăn. Chú ăn vào này, em bắt được 2 con rồi.
phòng xuống hơn. Mập ghê luôn á. Cái này đúng rồi đây. Chót ăn lấy tiktok. Chót ăn mất rồi đâm chưa chụp được cái ảnh. Anh đi sang bên này chụp mà. Thế rằng là trong đấy là ăn bỏ đầu. Phải bỏ đầu. Ừ, nhưng mà ăn đây chắc thế. Béo ghê lắm lắm à. Béo dữ lắm à. Như nhậu. Bữa trước là ăn nướng. Bữa nay là ăn sống. Ăn trực tiếp. Anh Dũng, anh đắp một con nữa lên đi, xong bắt đầu để ăn. Mời cả nhà ấy à. Chúc mời cả nhà đi. Cầm lên cho nó. Nó coi như nó cắn nhưng mà sợ đi. Cầm lên cho nó quay đi. Rồi cho quay xin tay đấy. Thấp xuống tí nữa. Nhậu mất con sống quen. Cầm đầu á. Cầm cái đầu á. Ừ đó. Nhìn ông ăn. Cầm cái đầu á. Cái này các cái ăn dừa. Anh cầm cái đầu nó. Đó. Đó nó quấn vào tay anh luôn kìa. Trời ơi nó mập kìa. Ôi coi nó mập kìa. Cái mông nó chặt. Trời ơi. Cái đít nó ngon quá. Sao vào. Cái mông nó chậu quá. Ôi. Cảm ơn quá. Ôi giời. Ngon lắm nè. Sợ thế. Ngon không? Ăn béo béo á. Béo hả? Béo dữ lắm không? Ghê rồi. Bác 92 ơi. Làm thì làm cái này nó có răng vào nó cứng răng lắm. Chíp này. Xin mời. Tu luôn trai. Sợ thế kia. Thôi nha. Chưa được. Quay hết. Anh vừa cầm cái con này, anh vừa chấm vô bia luôn. Bây giờ này là chơi này. Cho nó mau máy đi. Chơi sao? Cả đâu? Có đang sống được không? Chơi sao? Nè. Cầm cái tay người cầm. Được sao ông này ăn tí bỏ con sống được chứ? Nhưng mà sao nó bảo là đi cho đi. Đây. Quay lên, giơ lên cho nó quay này. Ăn một con chết một cây dừa. Một cây dừa có chục con. Rồi. Mấy chục con luôn. Hồi sáng mình coi cái phim thôi nha. Củ hủ dừa lấy ra 56 con. Chết một cây dừa nó được con. Đúng rồi. Nó quá con này. Thế đắt là đúng rồi. Dừa như nào? Nhưng nó có 10 con. Đây. Đây cái nhà này. Đặt được gì, nó hiếm người ta bắt được hết rồi à? Chuyển qua bao nhiêu vẫn còn không hiếm này đây cắm à, nó hết bên lỗi rồi nó xỉu rồi rồi nhà ấy có nghĩa là cây con này còn sống đây đây xúc cho bác đó. Bắt em lấy cái thì em nóng rồi lấy cho nó không thể gạt nó phải quậy được ôi trời. Ở miền Nam rồi đấy. Mình quậy đấy. Bạn quậy. Đấy. Dầu điện. Đưa thôi cái này đấy. Ngọt mùi. Sắp sửa chết luôn rồi. Xu nó ra. Chết rồi.